Cái thì coi như là cái mặt kính của cái bên tài ấy là nó vỡ nát hết, là nó trà vào trong cái đó xe đó. Bác tài đánh tay lái ra rồi, tôi thấy cái hướng xe nó chuyển qua bên phải đó, hành khách kẹt trong xe hết, không có lối ra. Thế rồi đường sau xe thì có một bác tài phụ ấy, là nằm đằng sau xe thì mở cửa đường sau cho hành khách đi xuống.